Dạ, bạn Quang Lê Trần xin thưa thầy là cho con hỏi khi tâm rỗng lặng trong sáng thì lúc đó có tâm đạo và tâm quả không ạ? Nếu mà cái tâm rộng lặng trong sáng mà tùy theo ở cái mức độ của cái tâm rộng lặng trong sáng đó như thế nào, thì cái gọi là cái đạo quả đó, ví dụ như là lúc đầu á là nếu mà tâm rộng lặng trong sáng vừa đủ đến một cái độ nào đó đó thì thấy thực tánh chân đế. Là khi cái tâm rộng lặng trong sáng đến một mức độ nào nữa, đến một mức độ cái rộng lặng trong sáng nó đủ để mà loại trừ được cái thân kiến hoài nghi giới cấm thụ chẳng hạn, thì lúc đó là gọi là tu đạo hoàn chẳng hạn như vậy. Hoặc là không loại bỏ được do cái độ mà rộng lặng trong sáng đó mà đến cái độ mà không còn thân kiến hoài nghi giới cấm thụ, và không còn dục ái và sân hận, thì lúc đó là bậc A-na-hàm chẳng hạn như vậy. Và nếu mà cái đồ mà rộng lặng trong sáng đến cái mức là không còn luôn cả cái sắc ái vô sắc ái, rồi ngạ màng trào cự vô minh, thì lúc đó là A-la-hán. Cho nên tùy cái mức độ mà rộng lặng trong sáng của mỗi người. Cái mức độ đó là gì? Cái mức độ đó, thật ra cái rộng lặng trong sáng là giống nhau. Cái tâm rộng lặng trong sáng của tất cả chúng sanh đều giống nhau hết rồi đó. Nhưng mà nó khác nhau ở cái chỗ là cái mức độ trói buộc hay là che lấp nó nhiều hay ít. Vì vậy cho nên khi mà mình bỏ được những cái che lấp trói buộc á, tới cỡ nào á thì nó sẽ phát sáng tới cỡ đó. Khi mà mình bỏ hết tất cả, không còn có một cái che lấp trói buộc nào nữa, thì nó sẽ phát sáng hoàn toàn. Chứ còn thực ra đó, cũng giống như bây giờ cái mặt trời á, thì nó vẫn sáng chừng đó. Nhưng mà cái bữa mà mây nhiều á, mây nhiều á thì mình không thấy mặt trời. Trời rất là u ám chẳng hạn vậy. Còn khi mà mình, hoặc là mặt trời mà bị mặt trăng nó che đi chẳng hạn, thì mình không thấy nữa. Tức là tùy cái mức độ mà che lấp trói buộc đó. Chứ còn á, cái tâm mà rộng lặng trong sáng là nó trước sau là như một. Chứ không phải là mình rèn luyện một hồi cái rộng lặng trong sáng hơn. Thì có vẻ như vậy đó, có vẻ như vậy là ví dụ như là cái bậc mà kiến tánh, hay là cái bậc mà thấy được thực tánh chân đế, gọi là thấy pháp. Đó, rồi cái bậc tu đà hoàn, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán, thì mình thấy có vẻ giống như là mỗi cái bậc mỗi sáng hơn đó. Nhưng mà trên thực tế đó là không phải là sáng hơn, cái độ sáng nó vẫn giống nhau, nhưng mà do cái độ che lấp mà sáng ít hay nhiều. Tức là mây che nhiều hay ít, mây che nhiều thì sáng ít, mây che ít thì sáng nhiều, chứ còn mặt trời thì sáng vẫn giống nhau. Có một Phật tử hỏi là, thưa thầy, trong bài thi kệ của thầy, bài thơ là một phen buông hết ngôn từ, buông luôn cả một chữ như trên đầu, thông dong thực tại nhiệm màu, niết bàn sinh tử biển dâu khác gì. Chữ như trong bài thi kệ trên có nghĩa như thế nào ạ? Cái chữ như đó tức là pháp như thế nào á, thì nó là như vậy, tức là như là Đức Phật ngài dạy Bahiya đó, là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết á. Thì tức là cái thấy đó là thấy như thị, cái nghe như thị, chữ như đó tức là như thị á, chữ như thị. Thì trong cái ý, trong cái bài kệ này á, là mình á, trong quá trình mình học đạo, rồi mình học kinh, học luận, học đủ thứ, nhưng mà rồi á, sau đó đó chỉ còn là bây giờ
à, giống như Đức Phật dạy đó, là bây giờ chị không thấy, chị thấy trong nghe, chị nghe thôi. Thì lúc đó đó là mình chỉ giữ, còn lại giữ một cái chữ như thôi. Thì chữ, tức là người đó mà còn là đã thấy như thì tức là tới rồi đó. Nhưng mà nếu mà mình vẫn còn cố mà giữ cái chữ như thì vẫn không được. Mà lúc đó đó, trong này mới nói rằng là quên luôn cả cái chữ như trên đầu luôn. Tức là nếu mình còn cố giữ là phải như là cũng được. Mà lúc đó là ung dung tự tại vô ngại. Tức là không còn như hay không như gì, là lúc đó cũng không bị không ràng buộc gì cả. Nên cái ý cái bài kệ đó là như vậy. Còn nếu mà mình còn ôm đồm cái kiến thức hay là ôm đồm kinh luận hay là ôm đồm cái gì đó đó, thì chứng tỏ là mình chưa có phải là thực sự thông dong tự tại. Đó. Khi mà mình thực sự sống với cái thực tánh chân đế, mà trong 10 ba la mật thì là cái ba la mật thứ 7 là chân thật ba la mật, tức là sống với thực tánh chân đế. Tuy nhiên á, khi mà sống với thực tánh chân đế luôn á, thì cũng không phải là ngồi mà cứ giữ cái thực tánh chân đế đó. Khi đã sống tròn vẹn được với thực tánh chân đế rồi thì cũng phải là ngồi mà giữ chân đế, mà lúc đó vẫn sống ung dung tự tại trong tục đế. Cho nên lúc đó nó phải có cái nguyện lực ba la mật. Nguyện lực ba la mật tức là vẫn đi vào tục đế vì lợi ích chúng sanh. Cho nên là vẫn đi vào tục đế mà vô ngại. Chứ cũng cần phải giữ một cái chân đế, ý là nói vậy đó, tức là cũng giữ chân đế. Mà đó là cái người mà đã giác ngộ chân đế, chứ còn nếu mà mình chỉ mới ngôn ngữ, mới trên kinh luận không thôi thì chưa tới đâu. Mà nó phải thấy ra đã, mà khi thấy ra thì lúc đó lại không cần bất kỳ cái gì nữa. Lúc đó không cần, có thể nói là cái người đó đã thoát ra khỏi tôn giáo, giống như Ngài Xá Lợi Phất á. Khi mà Ngài giác ngộ rồi á, Ngài nói Ngài bây giờ Ngài không có tin cái gì nữa hết trơn á, Ngài không bám víu vào cái gì nữa hết, không cần kiếp trước kiếp sau gì nữa hết trơn á, buông hết. Thì có nhiều người nói về cái, nói là Ngài ngã mạng mới đến trình với Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài nói không phải đâu, đó là cái người giác ngộ, người ta không cần gì nữa. Không phải tin tưởng vào ai nữa, bởi vì chân lý là nó hiện hiện rồi, đâu cần phải bám víu vào cái gì. Cũng như khi chưa đi được á, khi mà mới sinh, mình sinh ra mình chưa đi được á, thì cha mẹ phải nhắc tay dẫn đi. Nhưng khi mà mình tự mình đi được rồi á, thì không thể nào mà cứ chờ tay cha mẹ đưa ra để mình đi được. Mà lúc đó mình phải tự mình biết đường mà đi. Thì cái người đó là cái người mà đã thoát ra khỏi mọi cái ràng buộc. Và người đó phải ung dung tự tại. Và Đức Phật Ngài khuyến khích như vậy. Chứ Đức Phật Ngài không phải là một vị giáo chủ mà Ngài từ chối, Ngài nói ta không phải là giáo chủ. Bởi vì nếu là giáo chủ thì phải có những đệ tử, rồi có người theo, rồi phải tổ chức thế này thế kia, còn Ngài không. Ngài không lệ thuộc gì đệ tử, mà đệ tử cũng chẳng lệ thuộc gì Ngài. Tất cả đều là những người là vì sự thật, vì giác ngộ chân lý vậy đó. Mà khi giác ngộ chân lý rồi thì là nó đã là cảm thông với nhau rồi. Cho nên không cần phải ai theo ai gì cả. Lúc đó là chỉ có sống trong chân lý, chứ không còn ai theo ai cả. Cho nên không có lệ thuộc vào bất kỳ cái gì. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất tuyên bố như vậy thì có nhiều người nói rằng là giống như Ngài là đệ tử của Đức Phật, mà bây giờ cũng nói là Ngài cũng không, ngay cả Đức Phật cũng không còn nương tựa vào Phật nữa. Thì nếu như là giả sử như Đức Phật là một giáo chủ, thì Đức Phật sẽ nổi tức lên nói ông này, mình đồ cho ông này, bây giờ ông này ông phạt mình,
Nhưng Đức Phật lại khen. Đức Phật lại khen đúng đó. Ông đó mới là đúng đó. Ông đó mới là cái người mà không còn lệ thuộc vào cái gì nữa cả. Bởi vì người đã thấy chân lý, đã sống trong chân lý rồi. Thì cái bài thơ đó là có ý nghĩa như vậy. Dạ, à, Thường Giác xin hỏi là con kính thầy chỉ dạy câu Niết bàn sinh tử thị không hoa ạ. Con kính đảnh lễ thầy. Niết bàn sinh tử thị không hoa là như thế này. Khi mình khởi lên cái tâm mà mong cầu, tìm cầu để mong đạt được cái này cái kia thì đó là sinh tử. À, nhưng mà rồi mà cái mong cầu đó là mong cầu gì? Mong cầu để đạt tới Niết bàn. Cho nên mình là mình cứ cố gắng tu hành để làm sao mình đạt được Niết bàn, và mình cho đó là một cái mục đích cuối cùng. Tại ra khi giác ngộ ra mới thấy rằng là không có sinh tử mà cũng chẳng có Niết bàn. À, hay là sinh tử hay là Niết bàn gì cái đó nó cũng không còn là cần thiết, không phải là cái mục đích để mình đạt được gì nữa, mà mình chỉ thấy ra thôi. À, cho nên Đức Phật khi mà ngài giác ngộ Niết bàn thì ngài nói rằng vì Như Lai thắng tri Niết bàn là Niết bàn, cho nên á, Như Lai không có dục hỷ trong Niết bàn, không xem Niết bàn là ta của ta, trừ ngã của ta. Như vậy thì đối với ngài, đối với người giác ngộ thì bây giờ sinh tử của cũng là chỉ là hoa đốm giữa hư không, mà Niết bàn cũng chỉ là hoa đốm giữa hư không thôi. Còn bây giờ chính cái sự giác ngộ đó là thông dong tự tại. Đó. Không trụ ở trong Niết bàn. Đó. Không phải là vì đạt được Niết bàn rồi bây giờ nói Niết bàn là của ta của ta, từ ngã của ta đã được Niết bàn rồi, không phải như vậy. Cho nên á, là bây giờ đã thấy rõ sinh tử là thế nào, và thấy rõ Niết bàn là thế nào, vậy thôi. Cho nên là không bị sinh tử mà cũng không trụ Niết bàn, không rơi vào sinh tử mà cũng không trụ vào Niết bàn. Bởi vì nếu mà có một Niết bàn mà để trụ thì nó cũng hư hoại. Có cái gì mà mình chấp trước mình trụ vào thì nó cũng vẫn hư hoại. Cho nên cái người giác ngộ rồi, người ta thấy tất cả chỉ là hoa đốm ở giữa hư không thôi. Hoa đốm hư không là sao? Tức là nó không có thật. Nó không có thật. Dạ, mà Nguyễn Thị Minh Trí xin hỏi là có câu tu hành như cọ cây lấy lửa. Theo con hiểu là phải quan sát tâm liên tục, miên mật. Như vậy, theo Pháp Thầy dạy, chỉ thấy ra như nó đang là, rất nhẹ nhàng. Vậy có gì khác với câu trên ạ? Cái câu này nó có nghĩa như thế này. Tu hành không phải là cứ ngồi một cái chỗ nào đó rồi mình để cho nó yên tĩnh hoàn toàn để đừng có cọ sát bất kỳ cái gì hết á. Mà là muốn giác ngộ là phải cọ sát. Cho nên mới nói là Niết bàn là giống như là cái lấy cọ cái cây mà để mà ra lửa. À là cái tu hành đó là giống như mình cọ cây ra lửa. Tức là mình phải xúc chạm, phải nghe người ta chửi. Thì lúc đó mình xem thử là mình có tâm mình có đủ, có rộng lặng trong sáng hay không. Đó, phải nghe người ta khen. Xem cho mình có rộng lặng trong sáng hay không. Đó, mình thất bại xem tôi có rộng lặng trong sáng hay không. Mình thành công xem tự mình có ngã mạn gì hay không. Đó, mình đau khổ có thử mình chịu được hay không. Mình hạnh phúc của mình có bị chìm đắm hay không. Đại khái là vậy. Tức là phải xúc chạm. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là khi xúc chạm việc đời tức là được mất hơn thua, thành bại vui khổ vinh nhục rồi này kia đó. Đó, đó là xúc chạm. Đó, qua cái xúc chạm, qua cái trải nghiệm mới thấy ra được sự thật. À, cho nên cái quan niệm mà tu là đóng cửa ngồi một chỗ rồi, cái đó là quan niệm tu sai rồi.
Cái đó là bởi vì sao? Vì trong cái thời mà cái thời Đức Phật á, là Bà La Môn là họ chủ trương là như vậy. À, cho nên họ lên rừng, lên núi, họ vô hang, vô động, mà tu rồi dữ dội lắm. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài lại thấy rằng là thật ra là phải xúc chạm, tức là phải trải nghiệm. Tại sao mà gọi là tri kiến thanh tịnh? Bởi vì tri kiến là gì? Tri kiến tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc ý biết. Đó là thì phải có sự xúc chạm đó. Cho nên khi Đức Phật Ngài nói với Bahiya, tại sao Đức Phật Ngài không nói là ngồi im ra đi để giác ngộ, mà Ngài lại nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, tức là xúc chạm mà tâm không động. Chứ không phải là dẹp bỏ xúc chạm. Vì vậy cho nên mới là giống như là lấy cây mà cò ra thì lửa. Chứ không phải có cái ý là mình phải là nỗ lực để mà rèn luyện, để mà đạt được cái tham vọng của mình. Hiểu sai một chút xíu là chết. Nhưng mà mình không phải là đi tìm xúc chạm. Có một số người thì lại là cố đi tìm xúc chạm. Mình không cần phải đi dấn thân theo cái nghĩa đó, mà là mình xúc chạm ngay chính cái đời sống của mình đó. Tức là do cái duyên nghiệp, như hồi nãy mình nói đó, mọi người đều có cái duyên nghiệp. Người này thì xúc chạm cái này, người kia xúc chạm cái kia trong cuộc sống đó. Mà tất cả những cái đó là nó có một cái sự vận hành tất yếu của nó. Do đó bây giờ ngay chính đời sống của mình, mình sống trong cái hoàn cảnh nào, trong cái nghiệp mạnh nào, thì mình trải nghiệm, chiêm nghiệm trong chính xúc chạm đó. Thí dụ như duyên nghiệp của cái người đó, của cái anh A đó, là lấy cái cô B. Rồi khi lấy cô B rồi á, hai người cứ là hục hặc đủ thứ, mâu thuẫn nhau, rồi cãi vã nhau, rồi đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà đó là bài học giác ngộ đó. Đó chính là bài học giác ngộ đó. Bài học để xem thử là bản ngã của mình nó to tới nào. Nếu mà trong xúc chạm đó mà bây giờ mình lại phá được cái bản ngã, nhờ cái xúc chạm đó mà mình phá được cái bản ngã thì mình giác ngộ. Còn nếu trong xúc chạm đó mà bản ngã nó càng to lên thì mình phiền não khổ đau vậy đó. Cho nên xúc chạm đó là như vậy, chứ không phải là mình phải mà làm cho dữ mới là mình nói mà cố mà làm cho dữ để mà đắc đạo đắc quả gì đó, để tìm niết bàn gì đó, đó là cái đó là tham vọng. Câu hỏi tiếp theo là: thưa thầy, tu tập thuộc về chân đế thì không cần phải theo trình tự tu tập như tục đế là chánh niệm tỉnh giác từ từ. Một người vô hoàn cảnh tận cùng thì sẽ giác ngộ tối đa, hay có trường hợp một bước lên chánh niệm tỉnh giác 100% luôn ạ? Thực ra đó là cái nào cũng đúng hết trơn á. Nhưng mà nó đúng là nó đúng vào ý, giống như cái triết lý của Ấn Độ, người ta nói là bất kỳ việc gì xảy ra cũng đều đúng lúc. Cho nên á, bây giờ cái chuyện mà tánh niệm tỉnh giác á, là cái chuyện cứ làm một cách tự nhiên, đơn giản tự nhiên đó. Nên thầy mới nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với cái thái độ là dạng gì tự nhiên, vô tâm, tức là không có cái ý đồ của bản ngã ở trong đó. Đó thì còn cái chuyện mà nó tới đâu á, là cái chuyện đó là nó sẽ diễn ra đúng lúc. Còn cái người á mà tu luyện mà bản ngã đó thì cứ nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng làm sao để 10 ngày nữa là mình đắc quả là hết, thì đó là tự hành theo bản ngã. Lúc đó nếu mà có đắc quả A-la-hán thì thành đắc cái quả A-la-hán bản ngã thôi.
là bởi vì đó là cái nỗ lực của cái bản ngã. Nhưng mà khi một cái người mà người ta cứ sống bình thường đến lúc đó, khi đến cái lúc chín mùi, cái tự nhiên là nó giác ngộ hoàn toàn, buông hết là hoàn toàn, thì lúc đó là A-la-hán. Giống như một cái cây ấy, thầy thường hay ví dụ cái cây đó. Bây giờ cái cây đó cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì? Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là tròn vẹn tỉnh thức trong cái khoảnh khắc mà mình đang là. Thì thầy mới ví dụ là giả sử như cái cây đó là 3 tháng 3 ngày 3 giờ 3 phút 3 giây. Nó đang ở trong cái lúc đó. Thì nó cứ tròn vẹn. Nó tròn vẹn một cái thì nó sẽ ra 4 giây. Nhưng mà đó là cái thời gian của bên ngoài. Còn bên trong thì nó vẫn không có thời gian. Bởi vì nó lúc nào nó tròn vẹn hết. Cho nên nó không có thời gian. Nó không có cái khái niệm về thời gian. Cho nên khi mà tròn vẹn với nó. Bây giờ thay vì nó cứ ngồi, nó cứ cố gắng làm sao để mà mình phải đạt được chỉ tiêu là mình sẽ ra được 100 trái. Đó là tham vọng của nó thôi. Chứ còn á là nó cứ sống tròn vẹn với từng cái khoảnh khắc của nó. Thì đến cái đúng giờ, đúng lúc á là nó sẽ ra trái. Mà có khi nó ra 200 trái không chừng. Mà có khi là ra 50 trái không cần chứ. Không phải nhất định là 200 trái như tham vọng của mình. Do đó là mình cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là cứ tròn vẹn với từng khoảnh khắc, chứ không phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để trở thành bất kỳ điều gì. Đó. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là tròn vẹn trong từng khoảnh khắc. Cho nên á, dù là cái cây ổi non vẫn là niết bàn, mà dù là cái cây ổi ra trái cũng niết bàn. Còn ngược lại, bây giờ mình đang là cái ổi 3 tháng 3 ngày gì đó, mà mình cứ mong làm sao mà 3 năm để ra trái, thì lúc đó mình vẫn luôn ở trong sinh tử. Mình vẫn luôn ở trong ảo tưởng. Trong khi một cái ổi kia đó thì nó vẫn cứ tròn vẹn với nó từng cái khoảnh khắc, từng giây phút, thì nó cũng vẫn cứ ra trái. Cho nên cái mà hữu vi hữu ngã nó khác với cái vô vi vô ngã ở chỗ đó. Mà Đức Phật á là ngài nói là cái giáo pháp của Đức Phật á là để thoát ra khỏi cái hữu vi hữu ngã, để trở về với cái vô vi vô ngã. Mà cái hữu vi hữu ngã là do mình ảo tưởng tạo ra. Cho nên khi mình thấy ra sự thật rồi á, thì cái hữu vi hữu ngã nó sẽ tự biến mất. Dạ, câu tiếp theo là: Thưa Thầy, con đi làm ở cơ quan, trong tim của con có một chị rất ngã mạn, nhưng năng lực lại không có. Chúng con luôn nhường chị ấy vì không muốn ồn ào. Con không bao giờ muốn làm chung với chị đó, nhưng lúc nào cũng bị ghép chung. Với một người như vậy, mình phải làm sao ạ? Nếu chị đó có năng lực thì con không nói, đằng này chị ấy làm cho thành tích của con đi xuống theo. Thầy chỉ cho con với ạ. Con nhịn chị đó vì con không muốn tạo nghiệp. Có cách nào mình có thể cảm hóa người đó và chỉ cho họ biết họ không giỏi như họ tưởng không ạ? Thưa Thầy. Thì cái đó là tùy theo con thôi. Nếu con có khả năng thì con chuyển hóa được. Còn nếu không có khả năng thì phải chịu thôi. Chứ sao? Chứ biết sao giờ? Nhưng mà nói chung là mình... thường thường á là trong một cái sự việc á là mình thường hay nghĩ đến là cái kết quả mà mình mong muốn. Trong tất cả những cái hoạt động trong đời sống á là luôn luôn mình có muốn cái kết quả mà mình mong muốn. Thí dụ như bây giờ thầy xây dựng cái chùa thì thầy sẽ cứ nghĩ rằng là làm sao mà xây dựng cho nó hoàn thiện. Thế nhưng mà bây giờ thế này,
nếu như nó không vì một lý do nào đó mà nó không hoàn thiện được, hoặc là hoàn thiện rồi cái tự nhiên bom nổ cái nó tiêu mất. Thí dụ vậy đấy. Hay là đó, thì như vừa rồi có ở bên bên New Zealand á, cái năm mà cái bão cái sóng thần gì đó, thì một cái khu resort mới làm xong, là mới khánh thành, là cực kỳ đẹp luôn. Và cái trận bão đó nó cuốn sóng thần đó nó cuốn hết trơn. Thì á, bây giờ này, một là anh chàng nó sẽ đau khổ đến tận cùng, có khi là điên loạn luôn, bởi vì mình bỏ ra bao nhiêu công sức mà bây giờ là tiếc quá đi. Nhưng mà cũng có thể anh ta là giác ngộ, à, để té ra là tất cả mọi thứ đều là không phải là ta của ta gì cả. Chẳng hạn như vậy. Vậy thì đó là tùy theo cái mục đích mà mình sống. Nếu mình mục đích mà mình sống á, để mà phải thành công hay là phải được phải gì gì đó thì nó lại khác. Còn nếu á, cái đó chỉ là cái đó chỉ là cái bên ngoài thôi, còn cái chính yếu đó là để giác ngộ đó. Đó thì nó lại khác. Bây giờ mình làm hết lòng nhưng mà mình lại không được, nhưng mà cái người đó họ phá mình, nhưng mà lại là qua đó mình lại học ra bài học giác ngộ, thì nó lại khác. Còn bây giờ mình lại cứ đặt cái mục tiêu của mình là làm sao để mà làm cho nó được theo ý mình, thì nó lại khác. Thì á, khi mình ở trên trong tục đế đó, thì đương nhiên khi mình làm là mình vẫn muốn là làm cho nó hoàn thiện. Nhưng mà cái cuộc đời nó có rất nhiều cái duyên, nhân duyên mà mình phải học. Nhiều khi trải qua một cái chuyện như vậy, mình lại học ra được một cái bài học. Mà cái bài học đó là bài học gì? Thực ra là bài học hiểu ra mình hơn, hiểu ra cuộc đời hơn, và tâm không đồng được, không đồng trước những cái sự việc như vậy. Đó là bài học giác ngộ giải thoát. Những cái thử thách đến trong cuộc đời mình đó, nó để xem mình có tâm mình có đủ sáng suốt để thấy ra vấn đề, và có đủ bình tĩnh để mà không đồng trước cái vấn đề đó hay không. Đó là cái mục đích giác ngộ giải thoát. Thành ra nếu một cái người mà sống để học bài học giác ngộ giải thoát thì hoàn cảnh nào cũng là giúp mình học ra bài học giác ngộ giải thoát cả. Cho nên mình không cần phải là muốn một cái điều kiện tốt hơn. Nhưng mà đa phần á, là tu hành làm sao để đạt được cái điều kiện tốt hơn. Cái gì cũng là làm sao để mà đạt trên đời cũng thành công tốt hơn. Như vậy á, hoàn toàn là đều bị rơi vào cái con đường là tham vọng thế gian hết. Còn nếu mình xem đó để là cái bài học giác ngộ thì nó lại hoàn toàn khác. Có khi chính những cái khó khăn, chính những cái trắc trở đó lại là giúp mình giác ngộ hơn. Tức là giúp mình thấy ra được sự thật về bản thân mình và cuộc sống hơn. Và từ cái chỗ thấy ra đó mà tâm mình là bình thản hơn, cái định tĩnh sáng suốt hơn. Đó. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là không phải là mình tu, mà chính là Pháp đến tu giúp cho mình. Những cái sự kiện như vậy đó nó đang đến là để giúp cho mình thấy ra vấn đề gì đó, thấy ra được sự thật nào đó vậy thôi. Hình như hết giờ rồi.
Hết giờ rồi, chào mọi người. Y đàng nô nhâm thì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta vô. Y đàng nô nhâm thì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta vô. Y đàng nô nhâm thì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta vô. Y đăng qua ta mê buồn nhang a sa va ca ya va hằng hồn tu. Sa thủ lành thay, chào mọi người.